bước theo vượt muôn hiểm nguy, còn đây chỉ là phần hè nào đâu xứng là tông đồ. Hiện giờ này đây đời con để Chúa biến thành lễ tế. Ngài đã chọn con vẫn luôn phó dâng hồn con. Chúa luôn vẫn hằng dù thương, luôn nâng đỡ và quan phòng. Ngài đã dạy con hãy xin với Chúa lòng phục vụ tha nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, cho rồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuộm thâm xa hồn tràn lan ơn thương. Lạy Chúa Giêsu giàu lòng thương xót, lạy Đức Trinh Nữ Maria, lạy Thánh cả Giuse, hôm nay tất cả anh chị em chúng con, những người bệnh đến trước mặt Chúa, đến trước mặt Đức Trinh Nữ Maria và Thánh cả Giuse để hiệp ý cùng dâng lên Chúa lời cầu nguyện thiết tha. Xin người hãy chữa cho chúng con khỏi những căn bệnh hiểm nghèo. Lạy Chúa Giêsu, chúng con thật khát khao được Chúa động chạm vào trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa động chạm đến bệnh tật của chúng con và Ngài chữa lành cho tất cả mọi người chúng con đang hiện diện ở nơi đây, những người mang những căn bệnh trầm trọng mà không có thuốc nào chữa được. Con xin dâng lên Chúa những tâm tình cầu nguyện sốt sắng để xin Chúa cùng Đức Trinh Nữ Maria chuyển thay nguyện giúp. Xin Ngài mở rộng vòng tay để chữa lành cho tất cả mọi người chúng con. Kính thưa tất cả mọi người, hôm nay là ngày thứ năm, ngày cầu nguyện cho các linh mục trên toàn thế giới
cũng như đặc biệt cầu nguyện cho các giám mục, linh mục của giáo của đất nước Việt Nam chúng ta. Đặc biệt chúng ta cũng dâng lời cầu nguyện cho linh mục ở giáo xứ của chúng ta, họ đạo của chúng ta. Vậy nhờ lời truyền cầu của tất cả mọi người, xin dâng lên Chúa để cầu nguyện cho các linh mục, để các ngài biết chăm sóc đoàn chiên của mình gần gũi sát sao. Chúng ta cũng đặc biệt cầu nguyện cho linh hồn cha cố Phêrô Nguyễn Văn Tường. Ngài là một người cha gần gũi với đoàn con. Ngài đã để lại chúng con, cho chúng con thật nhiều những tình cảm, cũng như đặc biệt Ngài để lại cho chúng con được một món quà vô giá mà đến mãi muôn đời cũng không thể quên được Ngài. Đó là bài thuốc để chữa cho tất cả những người bệnh chúng con, những bệnh nan y thật khó chữa, không có một thuốc nào chữa được. Nhưng nhờ bài thuốc của Ngài, chúng con xin hứa sẽ cố gắng dùng bài thuốc của Ngài thật đúng cách để xin nhờ Ngài cầu nguyện để chữa lành cho chúng con sớm được lành tính. Và sau đây xin mời mọi người cùng hát bài để cầu nguyện cho các linh mục. Chúng ta sẽ hát bài Chúa là mục tử. Chúa là mục tử, người dẫn lối chỉ đường cho con đi. Đi trong tay Chúa, nào con thiếu chi, con sợ chi? Có tươi rơn đồng xanh, con lo thoá không bao giờ thiếu nữa. Suối mát trường sinh, con nghỉ uống no đầy. Chúa chiên nhân từ người dân con tới đồng, nồi này suối nước mát bóng, con tới uống thành thơi. Chúa chung vui trong tay Chúa, người dẫn con đi. Đi trong tay Chúa, có thánh còn thiếu gì? Lạy mẹ Maria, mẹ là nữ vương hòa bình, mẹ luôn gần gũi với chúng con qua những giờ cầu nguyện, những giờ lần chuối mân côi. Chúng con xin phó thác tất cả những công việc, những bệnh tật và cả linh hồn và thân xác con cho mẹ. Xin mẹ hãy cầu thay nguyện giúp đến Chúa Giêsu để nhờ Ngài chữa lành cho tất cả mọi người chúng con. Và sau đây con xin kính mời tất cả mọi người đọc một kinh lạy cha, một kinh kính mừng, một kinh sáng danh để cầu nguyện cho cha cố Phêrô. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn cha Phêrô được nên chốn nghỉ ngơi. Hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng đang vui vẻ vô cùng. Amen. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là tràng sư, là mẹ con dâng mẹ đây tâm
cả dĩ vãng, cả hiện tại với tương lai. Đức kiện toàn con cường quyết gắng đi tới, chống lên mẹ là gương mẫu của đời con. Lạy mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, mẹ đồng trinh, đoàn con chung tiếng hát, chung tâm lòng dâng đời sống. Lạy mẹ Maria, mẹ nhân ái, mẹ hiền vinh, mẹ chính là nữ vương, là tràng sư, là mẹ con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Vâng, con xin kính mời tất cả các quý ông bà chúng ta ngồi xuống. Con xin phép ban giám đốc cho con được nói một vài lời có được không ạ? Rồi, ok. Dạ. Kính thưa ban giám đốc của Cha Bé Tường, con xin lời đầu tiên, con xin kính chào tất cả các cụ ông, cụ bà, anh chị em đang hiện diện nơi đây để chúng ta dâng lên Chúa lời cầu nguyện thật là thiết tha. Con xin tự giới thiệu, con là Đa Minh Ngô Văn Hùng. Hiện tại con đang là bị bệnh u não. Con mới mổ được đến hôm nay là 35 ngày. Và con thật hạnh phúc khi con mổ xong được Chúa giữ gìn con. Chúa cho con ca mổ rất thành công và con không có đau đớn gì cả. Con nằm trong bệnh viện được đúng có một tuần thôi. Thế là bệnh viện cho con xuất viện về nhà. Thì trong thời gian con xuất viện về nhà nghỉ ngơi được 10 ngày thì con được bác sĩ gọi điện là lên sẽ có kết quả và sẽ có những pháp đồ điều trị. Thì con tạ ơn Chúa khi con lên đến bệnh viện thì người ta nói là sẽ có những pháp đồ điều trị, tức là những kiểu xạ trị gì đó. Thì con đi về con không có thực hiện. Dạ vâng, con cảm ơn cô. Thì khi con nghe thì bác sĩ nói như thế thì con vợ chồng con quyết định là đi về nhà để nghỉ ngơi thêm những bữa nữa, chứ con không ở lại để thực hiện theo pháp đồ của các y bác sĩ. Và con đặc biệt là được bà chị dâu của con cũng không biết là quen biết với ai ở dưới Cha Bé Tường này và giới thiệu cho con là đi xuống dưới đây để chữa bệnh bằng thuốc nano của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tường. Và sau khi mà con suy nghĩ trong vòng có một buổi sáng thôi thì anh trai con quyết định là đưa con xuống đây để nhờ Cha Phêrô bài thuốc của Cha chữa bệnh cho con. Và đến hôm nay con hiện diện ở nơi đây là được đúng 18 ngày. Thật sự trong những ngày vừa qua con ở tại nơi đây, ở nhà ở dì Năm, con thấy cuộc sống rất là thoải mái. Về bệnh thân xác của con thì rất khỏe mạnh. Con cảm thấy như kia là Chúa chữa lành cho con, con chẳng có bệnh gì cả. Nếu như mọi người mà cứ hay đi qua nhà bà Năm thì thấy con lúc nào cũng quay phim chụp hình rồi làm YouTube không ạ? Rồi là con đăng lên những trang Facebook để làm cái gì? Thứ nhất là con tạ ơn Chúa qua những cái bài lời Chúa chia sẻ mỗi ngày. Ngày nào con cũng quay lời Chúa để con suy ngẫm lời Chúa và con truyền tải cho tất cả mọi người trên khắp thế giới cũng như ở đất nước Việt Nam chúng ta là mỗi ngày chúng ta nên lắng nghe lời Chúa và suy niệm lời của Chúa. Vì lời của Chúa rất là hay. Chúng ta cứ nghe đi. Chúng ta cứ nghe để chúng ta thực hiện. Chúa nói rất là dễ thương. Chúa nói là chúng ta hãy biết thương yêu nhau, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau. Thì con thấy được ở doanh nghiệp của Cha Bé Tường đã có điều đó. Chiều hôm qua con đi sang đây, hai anh em con đi sang đây để con dùng thuốc và mấy cái bịch nhá, để đến Tết rồi là sẽ phân phát cho tất cả những người bệnh để mang về ăn Tết. Thì con thấy được ban giám đốc rồi tất cả mọi người ở nơi đây rất là vất vả chăm lo cho những người bệnh, từ những cây thuốc hàng ngày phải được chăm tưới, bón phân rồi tỉa cành, sau đó được thu hoạch và phơi, không những phơi nắng mà còn làm bằng những công nghệ tiên tiến
để ra được một thứ thuốc cho chúng ta uống thì cả một quá trình rất là khó khăn, vất vả. Còn thấy giám đốc cũng như phó giám đốc quần lửng rồi là sắn quần lên để đi làm, con thấy vất vả quá. Mà con nghĩ không biết là ban giám đốc và tất cả mọi người ở nơi đây giúp chúng ta vì cái gì? Thật sự con đôi khi con nghĩ đến con nổi cả da gà. Không biết các ngài giúp chúng ta vì cái gì mà làm sao ngày nào cũng cho chúng ta có cháo nano và có thứ thuốc để chúng ta uống, để chúng ta cứ chữa bệnh hàng ngày. Đó là một điều con cảm thấy vô cùng kính lễ và tạ ơn Chúa, cũng như cảm ơn ban giám đốc rất là nhiều. Kính thưa tất cả mọi người, thật sự ra lâu lâu thì con cũng ở nhà thì con cũng hay bắt kinh cho tất cả mọi người đọc kinh. Nhưng hôm nay con được ban giám đốc rồi là dì Năm nói con là hôm nay mời con sang đây để con đứng trước tất cả mọi người, đại diện cho tất cả mọi người để đứng trước mặt Chúa, dâng lên Chúa lời cầu nguyện. Còn suốt cả đêm vừa rồi con rất là thao thức, con mong chờ để sáng nay con được sang, con dâng lên Chúa lời tạ ơn vì Chúa đã cho con một đêm ngủ ngon, cũng như con được yên dương tất cả trước mặt mọi người để dâng lên Chúa lời tạ ơn cũng như lời cầu nguyện rất là sốt sắng. Trong những việc con làm, nếu như mà chưa được thì con cũng mong tất cả mọi người hãy giúp đỡ con, chỉ bảo cho con để con sốt sắng hơn, để con biết nói những lời nào đó cho một người nghe trong tình yêu thương và hợp nhất. Vâng, và con cũng xin nói thêm một vấn đề nữa, con tính con hay nói đấy đấy. Mọi người nếu mà ngồi mà có mọi linh thì cũng xin thông cảm cho con là con kể một câu chuyện của chính gia đình con cho mọi người biết ạ. Kính thưa tất cả mọi người, mẹ vợ của con, mẹ con cách đây 7 năm là mẹ vợ của con cũng bị căn bệnh là ung thư vòm họng. Trong cái thời gian 7 năm về trước thì con lại sinh người con thứ hai, là con trai thứ hai, thì mẹ của con có vào đây để chăm sóc cho cháu của bà, cháu ngoại của bà. Thì con thấy mẹ con như là không được khỏe hay ho, thế là con mới đưa mẹ con đi ra bệnh viện Đại học Y Dược để khám. Thì bác sĩ bước đầu là khám là có chuyển hướng ung thư, sau đó là cũng mổ ra để lấy dịch đó để đi chuyển sang nước ngoài để xét nghiệm xem nào ở trong đó là có những cái gì và chính xác là bệnh gì. Thì khi mà mẹ con đi ra khám xong thì ở gia đình ở ngoài Bắc con thì lại có công việc, thế là mẹ con đi về chứ mẹ con không ở đây chữa bệnh. Thì khoảng được 20 ngày sau thì mẹ con được ở trên bệnh viện gọi điện báo cho chúng con biết là phải kêu mẹ để vào đây để chữa cái căn bệnh này, nó rất là trầm trọng. Thế thì chúng con cũng gọi điện cho mẹ thì mẹ bảo mẹ bận lắm, mẹ không có vào. Mà chúng con cũng không dám nói với mẹ là mẹ bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Và cho nên là mẹ con cũng cứ ở nhà và cũng cứ uống thuốc nam cũng như ăn uống rất bình thường, không có kiêng kỵ gì cả. Thành ra là khi mà nó quá ra đời thì bây giờ là mẹ con mới đi lên Hà Nội để mẹ con đi xạ trị. Thì sau một năm mẹ con cũng đỡ đỡ được phần nào, thì mẹ con có vào trong đây chơi với chúng con được một tháng. Sau khi mẹ con vào trong đây thì mẹ con cũng không biết là nghe nguồn thông tin nào, thì cũng biết là ở dưới trang tường này hay mẹ con cũng hay xem trên YouTube ấy, mẹ con rất là thuộc nhiều những bài hát về mẹ Maria và Chúa Giêsu, và đặc biệt mẹ con cũng rất là hay xem YouTube. Vậy cho nên là mẹ con mới biết được ở trang bé tường này là chuyên chữa về những bệnh trầm trọng như ung thư giai đoạn cuối. Rồi mẹ con cũng có nói với anh em chúng con thì bảo mẹ hay là cho mẹ xuống đây để mẹ chữa. Thì thật sự ra đúng bây giờ con nghĩ lại con thật có lỗi với mẹ của chúng con. Tại vì khi đó chúng con cũng đang lo cái công việc đi làm ăn, chúng con còn trẻ còn nhỏ, con cái thì nheo nhóc, cho nên chúng con lo đi làm ăn. Và chúng con cũng, mẹ chỉ nói là ở dưới trang bếp tường này là chữa về ung thư thôi, thì chúng con không có tin và chúng con cũng không có nghe, không có xem. Chúng con bây giờ chúng con chưa biết ở dưới trang bếp tường này. Thì mẹ cứ bảo này hay cho mẹ xuống đây, nhưng mà chúng con thì cũng không có quan tâm nhiều, mà chúng con chỉ nghĩ là bây giờ là y học là người ta sẽ chữa được cho mẹ thôi. Thành ra là bảo mẹ đưa mẹ ra đại học Y Dược để coi như là người ta thăm khám và người ta chữa cho mẹ. Đấy là cái ước vọng của mẹ con mà chúng con không làm được. Thế thì sau 2 năm thì mẹ con được Chúa gọi về. Và đến ngày 30 tháng 11 này
là mẹ con vừa tròn dỗ được 6 năm. À, con cũng xin tất cả mọi người hiện diện nơi đây, cũng như mọi người đang theo dõi ở trên kênh YouTube của cha Bé Tường, cũng thêm lời cầu nguyện cho tất cả những người bệnh của chúng con, cũng như cầu nguyện cho mẹ của chúng con là linh hồn Maria sớm được về hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Vâng, và đấy là câu chuyện của mẹ con. Và đến cái câu chuyện của con thì con cũng vừa nói sơ sơ rồi, đó là một tình cờ và cũng là một duyên số. À, chỉ vì một bà chị đâu đã giới thiệu và hai anh em chúng con đã quyết định xuống đây ngay. À, và chúng con đã được tiếp cận với doanh nghiệp của cha Bé Cường, và nhờ cha đã cho chúng con được thứ thuốc cháo nano và thảo dược để chúng con chữa trong căn bệnh hiểm nghèo của con. Đến giờ này con cảm thấy thứ nhất là như kiểu Chúa đã chữa lành cho con, thứ hai là con tin tưởng là con tin vào cái bài thuốc của cha Phêrô Nguyễn Văn Tử sẽ chữa cho tất cả những người bệnh từ ở xa cho đến ở gần. Ngài sẽ chữa bệnh cho chúng ta nhờ vào cái phác đồ của Ngài, mà để chúng ta tin tưởng và phó thác, cũng như chúng ta biết là khỏi bệnh được thì chúng ta phải theo cái phác đồ của cha, là chúng ta ăn cháo đúng cứ đúng bữa, đúng tiêu chuẩn, cũng như uống thuốc đúng điều độ. Chứ chúng ta coi như là tin tưởng vào Thiên Chúa để chữa bệnh cho chúng ta, nhưng chúng ta lại không dùng thuốc theo đúng cái phương pháp của cha Bé Tường, thì chúng ta có nghĩa là chúng ta không kết hợp với Chúa để Chúa chữa lành cho mình. Mình nhờ Chúa chữa lành cho chúng ta qua những giờ kinh cầu nguyện, thì chúng ta cũng phải nhờ đến bài thuốc của cha Bé Tường để chữa cho chúng ta, thì chúng ta mới khỏi bệnh được. Chứ chúng ta cứ nhờ một phía không thì cũng không được. Không có sự kết hợp của chúng ta thì Chúa cũng không có cách nào chữa cho chúng ta. Cho nên con chỉ khuyên tất cả mọi người, chúng ta hãy cố gắng dùng cái bài thuốc của cha Bé Tường này đúng phương pháp, đúng điều độ. Ngài đã cho chúng ta uống và ăn những cái gì thì chúng ta cố gắng chúng ta dùng y chang như vậy, thì tin tưởng vào Thiên Chúa và tin tưởng vào bài thuốc của cha Bé Tường, chắc chắn bệnh tật chúng ta sẽ được khỏi. Vâng, con xin một lần nữa thì con xin cảm ơn ban giám đốc cũng như tất cả mọi người chúng ta đang hiện diện nơi đây. Và cái lời cuối cùng con cũng không quên cảm ơn đến thầy Năm. Ngài đã luôn luôn chăm sóc cho tất cả anh chị em bệnh, đặc biệt là Ngài thường xuyên từng ngày Ngài bó thuốc cho chúng ta. Những người mà cần được bó thì Ngài sẵn sàng Ngài bó thuốc cho chúng ta, chăm chút cho chúng ta để căn bệnh chúng ta càng ngày càng được đỡ nhiều. Còn một lần nữa xin chân thành cảm ơn đến thầy Năm cũng như ban giám đốc cũng như tất cả mọi người đang hiện diện nơi đây cùng hiệp thông với con và cùng nghe con chia sẻ. Và con xin hết ạ. Và sau đây con xin mời giám đốc sẽ lên có đôi lời với tất cả anh chị em chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay. Con xin chân thành cảm ơn. Xin cảm ơn anh Thông Thập. Mời anh ngồi ha. Ảnh cảm ơn ảnh hết sức hôm nay. Ủa hôm nay cho mọi người ngồi hơi xa vậy, có gì mình tiến lên gần chút ha. Cảm ơn ảnh bữa nay ảnh đại diện cho bà con cô bác mình ở đây. Ảnh dẫn đầu đọc vài kinh buổi sáng cầu nguyện với Chúa ha. Mình thờ Chúa Giêsu, kính Đức Mẹ, kính Thánh Cả Giuse hàng ngày đây. Thì cũng như hàng ngày nhưng qua có anh Minh, ảnh cũng dẫn đầu để đọc kinh. Hôm nay có ảnh hết sức là xuất sắc, và những cái ý niệm của ảnh nói chuyện ra thì cũng giống như ý của con, và cũng tương tựa như ý của cha Thường. Một đời của chúng ta sống nhờ ơn Chúa, ngang qua ơn Chúa thì chúng ta mới được mau sớm lành tính ha. Nãy giờ con thấy cô bác vỗ tay rồi cũng nhiều lắm thì chắc cũng khỏe ha. Chúa Giêsu chữa lành, Chúa Giêsu cũng phải lấy một cái gì đó để Chúa chữa lành. Chứ nếu không là thời đó dân Do Thái nó bắt Chúa Giêsu sao? Chúa Giêsu nói bây giờ tao chỉ cho mày hết bệnh đó là nó bắt ngay. Chúa Giêsu chữa người mù như thế nào? Cô bác có nhớ lại trong Kinh Thánh không? Chúa Giêsu lấy bùn chùi quẹt quẹt trong con mắt, rồi vuốt kệ ra nè mà. Ông đi qua cái giếng bên kia, cái đường mương bên kia, ông lấy nước ra ông rửa, vậy là hết. Như vậy thì không bắt Chúa được, Chúa chữa bằng bùn đó. Thì ngang qua ảnh vừa kể lại cái công nghệ của cha Tường, phải tin tưởng vào ơn Chúa và tin tưởng qua công nghệ nano của cha Tường này,
biết đâu ơn Chúa ban cho cha Tường. Mà nó thật sự nếu như chúng ta có nhiều cái căn bệnh ung thư giai đoạn cuối quá, bệnh viện chạy hết, nhưng tại sao lành tính? Đó là ngang qua công nghệ cháo nano, thảo dược nano mà cha Tường gây dựng lên, ngang qua ơn Chúa ban cho cha Tường. Thì bây giờ chúng ta tin tưởng vào cái công nghệ này, chúng ta muốn lành tính, chúng ta phải làm đúng như cái miệng của anh mới nói vừa rồi, ăn cháo nano, uống trà thảo dược cho nó đúng, thì chúng ta sẽ lành tính cao vô cùng. Chúng ta không có thể nói là lành tính 100%, nhưng lành tính cao có nghĩa là từ 50% cho đến 99%. Vậy thì còn gì nữa, đâu ai dám nói 100%. Nhưng mà nó đạt cái tiêu chuẩn cao thì ngang qua ơn Chúa, ngang qua công nghệ nha. Cô bác, anh chị em sau này có nghe cái từ công nghệ, thí dụ như cô bác anh chị em đến đây có 100 người mà cô bác anh chị em đến đây 300 người cũng giống như nhau. Đó là công nghệ. Hồi xưa mình đi cắt lúa một ngày được ba người cắt ngày được 1 công chứ gì. Bây giờ một người thôi nó cắt ngày 30 công hoặc 300 công. Đó là công nghệ. Còn bây giờ con không phải nói dối, mà cái nền tảng, cái dàn móng của cha Tường để lại là công nghệ cháo nano, thảo dược nano. Cô bác đến đây 100 người, ngày mai này đến đây 300 người, 500 người ha. Chúng con sẽ tăng thêm vài người nữa thì máy móc nó làm. Đó là công nghệ. Chứ không phải nói cô bác đến đây mà bệnh, rồi đến đây nhiều để xin thuốc, rồi chúng con la làng, không có. Bởi vì hồi nãy anh nói không biết là anh chị em ông Bảy Thật này hay là thầy Năm hay là các lương y ở đây làm để cho cái gì. Bây giờ con nói sơ ha. Cái mục đích thứ nhất, chúng ta là con cái của Chúa hay là con cái của Phật, con cái của đứng bề trên của chúng ta, ở đây là mình người Công giáo, con cái của Chúa, thì mình biết yêu thương nhau, và nếu như có thể được thì cho nhau như không. Cái từ cho nhau như không, cái từ này là lời Chúa và ngang qua cha Tường. Bây giờ mình, ông cha Tường ổng làm như vậy, mình là người hiểu biết về cái đường lối này, thì mình đứng lại, mình đứng lại, mình làm sao và yêu thương để đùm bọc giúp đỡ cho nhau và cho nhau như không. Điều này cho nhau như không được là quá hay ha. Mình làm cái này, mình rõ ràng mình không biết là ngày mai này mình sẽ được cái gì, nhưng với đức tin mình có, đức tin của mình bỏ một cái gì đó để mình mua cục gạch chiên đá để sau này mình về nước thiên đàng là nước trời đó. Mình về nếp bàn của mình đó. Còn mình bây giờ mình ăn chơi quậy quạng rồi, ngày mai này người ta đi về, mình nói mình đi về thì sao được. Nhưng mà nói đây chứ không phải là kêu gọi cô chú anh chị em để bỏ cái đó vô để sau này được về nước trời. Nó là như vậy, nhưng chúng ta muốn làm gì làm cho nó rõ ràng và làm thật lòng của chúng ta. Còn không có, chúng ta không cần, chúng ta chỉ biết cầu nguyện và nói lời yêu thương nhau, giúp đỡ cho nhau là bằng cái đó với hơn nữa. Bây giờ chúng ta giác tiền đi cho mà chúng ta nói xấu không à. Chúng ta nói cái công nghệ này mà chỉ cái gì. Biết bao nhiêu người là mất cái lòng tin và không hiểu biết tới nữa, thì người ta chết biết nhiêu. Giống như ảnh nói là mấy năm trước ảnh vì cơm áo gạo tiền vợ con rồi không nghe rõ về cái công nghệ của cha Tường như thế nào, rồi phất lờ đi ha, nói cho nó hơi nặng chút đi, tại cái tội của ông phất lờ đi, rồi mẹ mình sau 2 năm đã chết qua. Ổn không? Biết đâu nếu như hay được về đến công nghệ của cha Tường, ngang qua ơn Chúa ban, giờ này mẹ của anh vẫn còn sống. Nhưng mà thôi, đây thì coi như ý Chúa, ý của Thượng Đế ban cho mình, sanh thì phải có ngày tử, nhưng chúng ta không thể bỏ cái thân xác của chúng ta, chừng nào chết thôi kệ nó, không sao, không làm vậy được nha. Mọi người phải giúp đỡ cho nhau. Chứ bây giờ nếu như mà chúng ta thấy cái rạch một cái là cao huyết áp hay là nó như thế này mà chúng ta bỏ luôn, hoặc là đi ngang qua rồi thấy cái người nằm bị đánh đập xỉu vậy đó, sắp chết vậy, lạng qua bên rồi đi luôn,
thì bao nhiêu người đi luôn. Nếu như tất cả mà đi luôn hết thì cái người này có thể phải chết, chứ đâu sống được. Mà nếu như có một người nào còn đứng ngoái trở lại, dắt anh về nhà trọ, rồi nhờ ông chủ nhà trọ băng bó cho anh đâu đó đàng hoàng, rồi trả cho anh thêm một ít tiền, rồi mai chiều tôi trả lại, tôi thiếu bao nhiêu tôi trả tiếp, thì người này có cơ hội sống không? Anh đợi 3 tiếng, anh đợi 10 tiếng, anh bỏ luôn thì chết, chết là chắc. Cho nên cơ, mấy người đi nuôi bệnh đó nha, phải cố gắng, chứ thôi là không được nha, bỏ là chết chắc. Cũng cảm ơn tất cả cô bác anh chị em. Sau khi con ngồi ở sau lưng, con thấy anh em mỗi ngày có người này nói chuyện, có người kia nói chuyện trong cái khu vực của cha tường. Và điều đầu tiên nhất là đọc kinh tạ ơn Chúa, kính Đức Mẹ, tạ ơn Đức Mẹ, rồi thánh cả Giuse, cũng như là thánh thiên thần Mikae, đổ đây mình có hết, cha cũng đã làm phép rồi. Thì con hết sức là vui mừng khi nơi đây là cũng là chôn nhau các đúng con, mà con đã bỏ đi ra khỏi nước Việt Nam, mà mặc dù con về thường lắm, con đi năm 1989 tới bây giờ là con về hoài thôi, nhưng con không bao giờ ở đây lâu vậy. Thì ngang qua cái cuộc đọc kinh hôm nay, nhất là anh bắt nhiều cái kinh rất hay, và bởi vì ảnh là trưởng ca đoàn nữa, mà ảnh ca như ca sĩ vậy đó, nhạc Chúa mà ca như ca sĩ ai cũng khoái nghe ha. Thì con thấy nơi ngôi mộ của cha tường hết sức là ấm cúng, và có nhiều ơn Chúa ban cho bà con cô bác đến đây. Mặc dù lấy một ít gạo nước thuốc gì của cha tường, tuy nhiên không được bao nhiêu, nhưng biết đâu nó đã lành tính. Nhưng cái quan trọng là cô chú anh chị em đến đây cầu nguyện tạ ơn Chúa, và cầu cho linh hồn cha Phêrô được mau sớm về hưởng nhan thánh Chúa, và các đẳng linh hồn trong và ngoài nước. Điều này là tất cả những người công giáo trong và ngoài nước phải vui mừng cho chúng ta ở đây, và phải cầu nguyện cho chúng ta để tiếp tục sống thánh thiện, để sống giúp đỡ cho nhau trong những cái ngày sắp tới nữa ha. Con xin cúi bà cô bác cho một đoàn báo tay nữa đi ha. Rồi như vậy thì cô bác anh chị em cố gắng uống theo công nghệ trắng nano, thảo dược nano. Hôm nay có ai mới tới không ta? Không có thì mai mốt có, không sao, có gì mình hỏi thăm ha, để cho biết. Anh mời anh Tuấn phải không? Xin mời anh lên, anh nói mấy tiếng coi. Cảm ơn anh cần luôn cái này. Kính thưa bạn giám đốc, phòng khám cha tường như thương thần nguyện, cũng như là cô chú anh chị em bệnh nhân, là tôi là Lê Văn Tuấn, sống ở Ninh Bình. Thì vừa qua có một chị, là chị tên là Đinh Thị Ánh Tuyết, chị có nhờ tôi, thông qua tôi, tức là bản thân chị cũng gia đình cũng không có gì là khá giả cả, nhưng với tấm lòng thì chỗ chị có một chút gọi là tí tấm lòng đến những bệnh nhân ở phòng khám cha tường yêu thương này, với số tiền là 500.000. Thì số tiền không đáng là bao nhiêu, nhưng mà nó thể hiện tấm lòng đối với bệnh nhân. Thì thay mặt ban giám đốc cũng như thay mặt toàn bộ cô chú anh chị em bệnh nhân ở phòng khám cha tường yêu thương Thật Nguyễn, tôi xin chân thành cảm ơn chị Đinh Thị Anh Tuyết, sống ở Ninh Bình, đã có một tấm lòng hảo tâm đối với bà con anh chị em bệnh nhân. Xin mọi người cho cảm ơn chị thay mặt bằng có tay ạ. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn chị. Vâng. Xin cảm ơn anh rất nhiều khi mà anh về chỗ ngồi nha. Ảnh đến đây trị bệnh, nuôi bệnh, mà có bạn bè chị anh Tuyết này đã có tấm lòng giúp đỡ cho chúng ta rau củ quả, mà ảnh xuất sắc vô cùng, biết sao ảnh mua đầy đủ hết củ cà rốt, sao cái này mà không mà xanh đẻ mà không có sữa đó, hầm bỉ giò heo là mấy ông bà sữa nhiều lắm ha. Củ cà rốt rồi là cái gì mà lương y cho 5 loại rau đó, trong đó ảnh mua đầy đủ, ảnh đâu dám mua bậy. Cái này mà bệnh ung thư mình ăn mấy cái này mình mau khỏe lắm. Nhưng mà vô chừng 10 ngày
hai tuần đầu cố gắng đừng có ăn, ăn cháo nano không đi. Thí dụ người ta bệnh nhẹ nhẹ thì 7-8 ngày, 10 ngày mình ăn kèm rau thêm ha. Còn thể mình bị nặng quá, mình ráng cố gắng mình húp cháo nano 10 ngày trở lên, rồi sau đó mình ăn mấy cái này cho có sữa ha. Có sữa. Cảm ơn rất là nhiều. Con xin chân thành cảm ơn tất cả các mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước đã từng giúp đỡ cho cha Tường cũng như giúp đỡ cho con trong một năm qua. Và bắt đầu chúng con cầu nguyện tiếp tục để chúng con phát triển cái công trình khoa học của cha Tường ngày càng phát triển mạnh hơn, và giúp cho cô bác anh chị em trong cũng như ngoài nước, cũng như nói gần hơn là trong đất nước Việt Nam của chúng ta, có bao nhiêu tỉnh thành ai cần thì đến đây, hoặc là gọi điện đến, đủ tiêu chuẩn chúng con sẽ sẵn sàng làm thuốc để cung cấp cho bà con uống, đặc biệt là yêu thương và cho không. Mình ráng sống theo lời Chúa thử tới đâu, chừng nào mà thể nó chết thôi. Nhưng mà Chúa cho mình tới giờ này mình quá ngon lành phải không? Thôi tạ ơn Chúa ha. Thôi mời anh đứng lên anh đọc một kinh sáng danh hay gì ha. Vâng, sau đây con mời tất cả mọi người cùng chúng ta cùng đến tạ ơn Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị em nha. Mình chuẩn bị mình đi nhận thuốc. Tình Chúa cao vời thay, tình con bé nhỏ Ngài ơi. Tình Chúa phun ngàn mây, làm trái tim con bao nồng say. Ngài gọi con, Ngài chọn con, khi con chưa cất tiếng chào đời. Ngài dìu dắt bước đời con vào tình yêu với Ngài muôn đời. Cảm tạ tình Chúa con hát vang ngợi ca, tình yêu bao la chan chứa con ngày qua. Một đời thần hiến khát khao nồng say, xin Ngài dìu đưa và đỡ nâng đến ngày. Ngày tháng mai dần trôi, tình con những khi vời đầy, tình Chúa phân thủy chung, tình sẵn son giữ gìn đời con. Phần hèn yếu Ngài dìu đưa, trong cơn say vương vấn bôi chân, trở về với suối tình yêu, nơi giao ước khắc ghi muôn đời. Cái này chương trình này chắc phải xong trước Noel chứ hả Phú? Dạ hết trước Noel rồi cậu. Rồi đây tới Noel còn cả tháng nữa rồi phải không? Dạ gần tháng nữa. Nó tranh thủ là mà trước Noel nè. Cái cây này chắc mình mướn nó cắt luôn ngươi Phú ơi. Chứ dạ. mình cắt xuống là nó ngã đổ tùm lum ha. Bây giờ để mướn thợ cắt đi cậu. Bây giờ mình đi mua cái máy gì 2-3 triệu rồi mình cắt xong rồi cái máy mình để làm cái gì? Dạ mình mua cái máy giờ mình cắt cái lần một rồi để cái máy bỏ đó rồi không xài nữa rồi nó hư ủ. Với lại nếu mình mua cái máy nhỏ thì cái góc này nó bự quá mình cắt không nổi. Hồi tối trời mát cái cậu đào lên sẵn rồi đó. Dạ. Cây này cây gì, cây sala hay cây gì đó? Dạ hỏi mọi người nghe nói cây sala đó mà không biết phải không? Không cây này cây gì Tâm? Cây gì? Ồ bông nó là bông xe la hả? Nó xấu quá trời, nó ngay giữa nhà mà nó ngay giữa Đức Mẹ mà nó đi thực cảnh nó rớt bông nhiều quá. Bây giờ chương trình này là Phú ơi. Bây giờ nãy cậu kêu con xe đó, cậu để cậu giải thích cho con hiểu luôn ha. Bây giờ cái này á, cái này chắc mình lên cả tới đâu ta? Tới mí đó hả? Qua, hay là qua mí đó? Dạ qua mí này ăn cục gạch đi cậu. Qua mí đó ăn cục gạch là tới đây phải không?
trên. Thì trong đây mình xe thêm hàng nữa, lên cỡ ngang đây thôi được rồi ha. Dạ. Lên cỡ ngang đây là một học này nữa là trong đây là một học của nó là trồng bông, ở dưới dày cái này một học trồng bông. Rồi từ trên này á lên á mình giả núi, mình xây núi trên này, mình xây ra núi kiểu tương tự mấy cái hình bên đó để từ từ mình ra ha. Dạ. Vậy là cái phần này thì nó ok. Rồi theo như cậu tính á thì từ trong nhà mình đi ra ở đây là tăng cấp của mình đi lên trên thiền đài Đức Mẹ. Thì thấy cái này nó nhỏ mình xe ra thêm chút xíu nữa. Lúc mà mình để Đức Mẹ lên á thì cậu coi cái là mình để cái chân của Đức Mẹ chỗ nào đó mình coi thấy hẹp quá thì mình nới ra. Bây giờ tạm thời là mình chưa để Đức Mẹ được. Bây giờ mình sẽ xây một cái giạt núi. Giạt núi gạch nó đi ra đi vô đi lên đi xuống. Thì cái đó mình xây núi lên, cái này mình xây núi lên như núi nó truyền qua, nó dắt qua như dãy núi Trường Sơn vậy đó. Thì tất cả những cái mặt gạch này là mình phải xây ra nữa, mình xây cho nó tròn, nó méo, nó cong, nó quẹo rồi giống như núi. Sau đó mình trội hồ vô là mình vuốt trở thành núi luôn. Là rồi sau đó mình xịt nước xi măng của cái màu núi á thì nó sẽ ra thôi. Thì nó không phải là mặt cột như vậy. Còn giờ bên đây Đức Mẹ là đương nhiên đứng chỗ khu này rồi ha. Đức Mẹ đứng chỗ khu này thì cho nên cái cây đó mình phải dỡ ra rồi. Rồi bây giờ trên đây thì mình làm cái thác nước, nhưng mà con cố gắng con lấy nước gần vô trong này chạy xéo về nha, chứ mình đừng lấy ngay giữa. Mặc dù cái thác nước con lấy làm sao mà nó xuôi theo góc vậy nè. Đang hơi xuống ba tăng cấp luôn, xuống dưới này luôn thì nước á, từ trong cái sau lưng Đức Mẹ nó chảy ra, con đấu vào nước từ bên đó nó vòng quanh đây đi thì từ bên đây là nó phun ra, nó chảy qua ba tăng cấp. Thì bên đây chỗ này cũng có xây núi ra chút nữa nha, cây cột nào cũng phải xây núi, mình chạy viền núi hết. Bên đây mình chạy qua, mình vét qua tới đây thì cái phần đó nước nó chảy qua đây. Bên đây anh Tân ảnh đang đổ là mình xây lên ba tầng cấp phải không? Dạ, ba bên đây một hai ba. Thì ở trong này là cái bồn lọc nước, lúc nào nó cũng nước nó recycle, nó rút lên trên này, nó lọc xong rồi nó được thải ra đây và nó thải qua bên đó, hai cái nó xuống lượt và nó rút lên một đường ống. Một cái motor của mình là nó thải qua hai đường ống này và có thể là hai cái water pump nhỏ để nó pump lên giống như cây dù nhỏ vậy đó. Dạ, nó nằm giữa cái hồ nước lên. Thì dạ, mình truyền ống đó đi luôn. Dạ. Đó. Mình truyền từ đây nè. Dạ. Lúc mà mình xây hồ á mình chừa cái đường vô ha, cái đường cho ống nước nó chạy dài tới đằng kia. Thì sau đó cây cột này theo con nghĩ mình xây cao lên hay là mình xây ngang đây thôi. Ngang đây nó không bị ngọt phải không? Thí dụ cái hồ tới đâu mình xây cao lên chừng 2 tấc thôi. Xây cao lên khoảng chừng 3-4 tấc kia không? 4 tấc hoặc 5 tấc thôi, chỉ có mẫu kiểu thôi. Như cái rồi, hồ tới đây thì ngay cái góc này thì mình xây lên một cục. Mình gắn kiểu đầu lên. Bây giờ cậu thấy hai tượng thiên thần bằng đá trắng á. Dạ. Cầm cái đuốc dơ lên này con thấy trong hình nữa không? Dạ, hôm qua cậu có đưa cho. Quá lẽ nó đẹp, nó giống Đức Mẹ Fatima luôn mà. Dạ. Nó hơi mắc tiền quá. Theo con nghĩ mình nên xây trước, chừng nào mình có tiền mình chuột về, hay là nếu như mình xây thì mình không thể nào mua tượng nhỏ 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 được và tượng xi măng được, tại vì Đức Mẹ mình bằng đá non nước rồi, thì hai cái tượng nó bằng đá non nước mà đầu 70 triệu không có chân, mà vì mình xây chân thôi, giờ mình xây trước luôn. Dạ thì chân thì thay cũng có bao lâu thì xây thì được. Dạ. Nhưng còn mà cái quan trọng là hỏi cái vụ mà mình coi cái tượng đó làm sao á. Nhưng mà bây giờ Đức Mẹ đứng chỗ đó thì theo con nghĩ hai cái góc này á mình xây hai tượng thiên thần được không, hay là xây ở ngoài? Chứ mình đâu có thể nào mà thiên thần đứng sát Đức Mẹ được. Thiên thần phải đứng xa ra. Thiên thần có thể là nằm góc này một cái, góc đó một cái được không? Ngoài cái hồ nước hoặc là mình xây ngang ngay cái góc hồ luôn cậu, xây cái vách tường của cái hồ là ngay. Dạ. Đó là mình làm chân Đức Mẹ luôn, mình xây cái cột cự ra ngay cái chân thiên thần luôn, là mình để hai cái góc luôn cũng được, hai góc hai bên mà bên kia thì xa quá.
À, mình để thiên thần rước trong kia cũng được tại cái không thì mình tính theo cái khoảng lấy bệnh chuẩn tính theo khoảng đó dạ bệnh chuẩn rồi mình đo qua đây mình lấy bên đây thí dụ cậu nói là cái vách tường mình xây dạ. Hồ nước về đây ngang chỗ này mình muốn để tượng thiên thần ở đây dạ. Thì con xây luôn cây cột bự ra dạ, con thì... bỏ sắt thế tổng dạ. Con xây ngang qua luôn thì sau này vừa cái mí hồ nước thì hai tượng thiên thần để lên luôn dạ mà khi mình đem mình trục tượng về đó mình để lên nó cũng dễ dàng hơn là ở trong nữa và nó cung kính cho Đức Mẹ hơn là mình để đi trong phải không vậy dạ. Thì để trước chứ không có để sau được dạ thiên thần á phải để trước không dạ. Bây giờ mình chưa có tiền mua không thì có nói vậy mình phải xây hai cái gối đó đó à xây dạ. Hai gối trước dạ, chứ phải để thiên thần trước không thì có nói vậy đó. Thì mình tính thiên thần mình phải thiên để trước này dạ. Thiên thần nó nằm tới Đồng Nai rồi dạ. Chỉ cần dạ. Mày có tiền là ngày với hai người ta trở về thì cũng dạ. Tính là mình xây cái gối trước đó mình tính trước cái mục đích nhà của bà cố nhà của ông ngoại mày đó nói chung là vậy là nhà của ông cha Tường luôn. À, cậu cũng không ở đây gì đâu, cậu muốn giữ sở tích lại. Bây giờ sáng bữa nào thì tụi con thấy hơn 100 người người ta đến đây, người ta khám bệnh, xin thuốc, xin đồ. Yeah. Bây giờ không khám người ta cũng ghé ầm ầm để xin thuốc, xin gạo, xin nước. Thì mình ráng duy trì khu vực này, mình có nguyên cái nhà máy rồi vàng thảo dược, thuốc men đầy đủ. Thì mình làm cái khu này để người ta đến đây, người ta đọc kinh, người ta cũng đốt cây nhang, người ta cầu xin Đức Mẹ. Yeah. Rồi xuống dưới cầu xin Chúa rồi. Cầu xin cha Tường phù hộ gì đủ thứ hết cho nên mà không thể làm xấu được cứ từ từ rồi thấy dạ. Sao dạ thì cố gắng hết sức làm nó cơ cậu trên này là mình xây thành dãy núi chứ không phải cây cột dạ. Thì đương nhiên mình chạy một cái dãy núi văng thì đương nhiên nó đẹp hơn bây giờ nhiều dạ. À, mình cứ cậu cứ ra một cái idea là cái ý kiến đó ý kiến như vậy nhưng cậu theo dõi mỗi ngày mỗi giờ cậu còn vòng đây ha yeah. Rồi ta làm thủ nữa ta đào đất hơm hơm ẩm ẩm đấy mà thốt thuốc bò mà sợ gì á thì đó con làm đây thì cậu hướng dẫn chỉ con làm thôi chứ con cũng đâu có rành gì mấy đâu rồi chỉ hướng dẫn không rồi ok nghe rồi cảm ơn nhiều dạ nãy giờ y sĩ Tâm quay á hả rồi thôi vậy đi.